ta hãy cùng nhìn lên bảng đây. Thì cái âm của chúng ta mang tên là âm swa sao, ký hiệu như thế này. Và cái cách đọc là chúng ta đọc nhanh, đọc nhẹ, đọc lướt. Và chúng ta đọc là ờ, ờ, đúng không ạ? Và cái âm này là một cái âm mà chúng ta không bao giờ nhấn trọng âm vào cái âm này. Các bạn nhớ nhé. Ví dụ chúng ta sẽ có ví dụ như sau. Chúng ta có từ ờ, about. Đó, chúng ta không đọc là about mà chúng ta đọc là ờ, about. Chúng ta nhấn âm tiết âm số 2. Ví dụ tiếp theo chúng ta có là balloon. Chúng ta cũng sẽ không nhấn vào âm swa sao mà chúng ta nhấn âm tiết thứ 2. Tiếp theo chúng ta có từ m, machine. Đó, tiếp theo chúng ta có từ ờ, again. Chúng ta đọc âm ờ nhẹ nhàng như vậy, được chưa? Đấy là âm swa. Và rất nhiều bạn không hiểu cái từ này và các bạn gì ạ? Các bạn cứ đọc nó là again. Và đây chính là một trong những cái lý do mà chúng ta nói như vậy nhưng cái người bản xứ người ta đọc là gì ạ? Again, chứ người ta không nói là again, cho nên là chúng ta không hiểu được họ. Vậy thì chúng ta phải rất là vững cái âm swa sound này. Rồi chúng ta sẽ có tiếp là